Đường bị diệt, quân Hùng cát cứ. Cảnh quốc cưỡng ép giam giữ đại hoàng tử của Lý Bắc làm con tin. Lý Bắc Vương Tân Nhiệm tới ép Cảnh quốc hòa thân, nhưng không ngờ một âm mưu lớn hơn đang ập đến. Cảnh Vương, người giết phụ mẫu của ta, giết cả nhà ta, hôm nay chính là ngày chết của người. Vị trí công chúa này, ta thay cô làm một lát. Nếu Cảnh quốc muốn giữ đại hoàng tử của bọn ta làm con tin, vậy để thể hiện thành ý hòa bình, Cảnh quốc các người nên giao ra công chúa tốt nhất. Bệ hạ, Cảnh Vương, công chúa Trường Lạc xinh đẹp khí chất, mềm mại như hoa, dịu dàng hiền thục, từ nhỏ đã được nuôi dạy trong cung, sao chịu được gió cát của Ly Bắc các người? Ý ngươi là gả tới Ly Cát là để cho công chúa Bình Hoa kia thiệt thòi à? Hỗn sược ngươi! Chỉ cần các người đối xử tốt với đại ca ta, thì ta sẽ không bạc đãi công chúa. Công chúa Trường Lạc tới. Phụ thân, mẫu thân, cơ hội này con đợi quá lâu rồi. Cảnh Vương, người phải trả giá cho việc ngươi đã làm. Ngươi đi chết đi! Hắn là ai? Đây là công chúa Trường Lạc sao? Nữ nhân của bổn vương. Tiêu rồi. Không muốn gả cho ta, cũng không cần phải ám sát phụ vương cô đâu. Công chúa này quả nhiên mềm mại như hoa. Bổn vương thích. Người đâu? Nè, bệ hạ, nếu nhị vương tử Ly Bắc yêu thích Trường Lạc, vậy thì chúng ta cứ hòa thân đi. Hòa thân? Không phải nó. Không được sao, bệ hạ? Được rồi. Lý Tây Phong, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ mà bổn cung giao cho ngươi. Chúc mừng đại vương. Nào, uống. Nếu cô cho rằng ở chỗ ta còn được nuông chiều tôn kính, thì ta khuyên cô nên dẹp ý nghĩ này đi. Cảnh quốc của cô giam cầm đại ca ta, thì ta sẽ ép gả cô công chúa Bình Hoa này. Tốt nhất cô cầu cho phụ vương mình đối xử tốt với đại ca ta. Sao hả? Bổn vương muốn sủng hạnh cô lại không muốn sao? Hả? Thật mất hứng mà. Cô còn nhiều thời gian ở Ly Bắc, bổn vương từ từ chơi với cô.
ấy. Chúng ta từ từ chơi. Lý Tây Phong, cô nhi của Lý gia, bổn cung cũng hy vọng ngươi có thể trở thành một nữ tử cảnh quốc tốt đẹp hơn. Nhưng thần nữ không rõ tại sao lại trở thành công chúa Trường Lạc. Nhị vương tử Lý Bắc thừa nhận ngươi là công chúa Trường Lạc, thì ngươi chính là công chúa Trường Lạc. Cũng tốt, Trường Lạc là tiểu nữ nhi mà bổn cung yêu thương nhất. Nếu thật sự bắt nó gả đi xa, bổn cung thật sự không nỡ. Ngươi cứ thay nó gả qua đó đi. Vương hậu nương nương thương tiếc con gái ruột, lại muốn ta đi gả thế. Ngươi được chọn sao? Lén xông vào hoàng cung, giả mạo công chúa, ám sát cảnh vương, ngươi nên biết ơn mới đúng. Bà tưởng ta là người tham sống sợ chết sao? Ta đương nhiên biết ngươi không sợ chết. Nhưng điều ngươi sợ là trước khi ngươi chết vẫn không thể báo thù cho phụ thân ngươi. Cái chết của phụ thân ngươi có liên quan tới Lý Bắc. Sau khi ngươi gả tới đó, đi điều tra Lý Tư Niên rốt cuộc khi còn sống đã gặp chuyện gì. Trường sinh thiên trên cao, có công chúa cảnh quốc làm con tin, các liệt nhất định sẽ cứu được đại ca. Phụ thân đi sứ Lý Bắc mới bị hại. Sổ sách trong quân của Lý Bắc chắc chắn có manh mối. Bảo vệ chủ trại, tăng cường phòng ngự. Dạ. Ôi mẹ ơi, đây là ai vậy? Ba Nhĩ Đa, Ba Nhĩ Đa, ta sợ. Bách Hàng, sao vậy? Kia lại là ai vậy? Vừa rồi là... sao vậy? Ôi, quan tâm nhiều làm gì. À, vừa rồi có tên trộm vào quân trại. Đại vương, vương phi đâu? Ôi mẹ ơi, luôn nghỉ ngơi trong phòng. Ba Nhĩ Đa cũng luôn canh chừng ở cửa. Đại vương. Để xem cô trốn đi đâu. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Ta đã ngủ rồi. Sao có thể? Ngươi còn nhìn nè. Ngày mai đi săn, cô cũng đi. Suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi.
Bí mật của phụ thân chắc chắn ở đó. Đại vương, có bị mất thứ gì không? Ở đây đa số đều là thư từ liên lạc của chúng ta với các triều đình và bộ lạc. Nữ phi tặc này tới đây làm gì chứ? Tăng cường đề phòng. Dân. Là cô ta sao? Chắc hắn đã nghi ngờ mình rồi. Mình phải giả vờ yếu đuối một chút. Giấu cái gì đó? Sao hả? Đừng. Định giết ta à? Chỉ dựa vào cô sao? Đừng mà. Nữ nhân Trung Nguyên đúng là yếu đuối. Ngươi còn dám vinh mặt với ta, có tin ta giết cô không? Cứu với. Vương phi. Đại vương, ngươi đang... Ôi da. Đại vương à, sao người lại thô lỗ với vương phi như vậy? Nam nhân trên thảo nguyên nên yêu thương thê tử mới đúng chứ. Bao giờ tới lượt ngươi dạy dỗ ta? Một cái bình hoa của cảnh quốc cũng xứng đáng cho ta yêu thương sao? Các liệt đại vương, nếu như người không hài lòng với bình hoa của ta thì cứ nói ra là được rồi. Thân là thê tử, ta sẽ làm theo lời người. Nhặt lên đi. Đại vương, ghép lại. Ngươi bị điên sao? Vâng, thưa đại vương. Vương phi, sao ghép lại được chứ? Ôi, Vương phi, nhìn ta nè, mau nhìn ta đi. Đủ rồi. Giả vờ giả vịt. Vương phi à, để tôi giúp người băng bó nha. Không sao đâu, không cần đâu. Cô lui ra đi. Vương phi, bình thường đại vương không có như vậy đâu. Chỉ vì quá thù oán cảnh quốc thôi, ta nhất định sẽ giúp người khuyên đại vương. Ừ. Cảm ơn nha. Người chờ đó cho ta. Đau chết đi được. Đại vương, Vương phi chỉ là một nữ tử yếu đuối cần thương xót. Nô tỳ từ nhỏ đã cùng lớn lên với người. Nhìn người có cuộc hôn nhân như vậy, trong lòng rất khó chịu. Sắp tới ngày các thủ lĩnh bộ lạc đến ly Bắc Triều chúc mừng rồi. Bây giờ Vương phi bị thương, như vậy sẽ không hay đâu ạ. Ta biết rồi, đi làm việc đi. Dạ. Cái tên đần độn này sao còn chưa tới vậy? Không biết thương hương tiếc ngọc tới như vậy sao? Chẳng lẽ do mình diễn tệ quá? Không phải. Thế thì ta tiếp tục diễn cho các người xem. Người đâu? Vương phi có gì sai bảo ạ? Ta muốn ra ngoài đi dạo. Được. Vương phi, bên ngoài gió to lắm, chờ nô tỳ với. Mình phải giả vờ ngây thơ vô hại, để xem người nghi ngờ ta kiểu gì. Tiểu hoàng, tiểu hắc, xin chào. Tiểu hoa ngưu, qua đây chơi nào. Các ngươi qua đây đi. Vương phi, đại vương tìm người. Tìm ta. Cái tên đần này cuối cùng cũng tới rồi. Đồ ngốc. Cô đừng có hiểu lầm. Mấy ngày nữa các thủ lĩnh bộ lạc sẽ tới Ly Bắc chúc mừng. Vương phi mà bị thương thì sẽ không hay đâu. Tới Ly Bắc chúc mừng.
Cảm ơn đại vương. Đừng tưởng là ta đang thương xót cô. Cô chỉ là một quân cờ của ta thôi. Đúng rồi, tới lúc đó đừng làm mất mặt Ly Bắc của ta. Các cô định làm gì vậy? Đại vương dặn dò phải giúp người ăn mặc tươm tất. Hôm nay đãi tiệc các thủ lĩnh bộ lạc tới Ly Bắc để chúc mừng việc vui Ly Bắc vương cưới vương phi. Đừng để chậm trễ nữa. Ai bảo người bắt nạt ta? Có cách rồi. Hôm nay vương phi thật sự xinh đẹp tột cùng. Trước giờ Lý Bắc vương không gần nữ sắc, nhưng nghe nói đêm qua đã tự mình thoa thuốc cho vương phi đó. Các ngươi đang nói gì đó? Bổn công chúa đang hỏi các ngươi đó. Điếc rồi hả? Lý Bắc các ngươi chiêu đãi khách khứa như vậy à? Ý của công chúa Trác ca là các liệt chiêu đãi không chu đáo sao? Các liệt ca ca. Nguyệt Nhi, không được vô lễ. Các lạc thúc thúc, hoan nghênh, mời các vị ngồi. Mời. Ta cứ mặc y phục của Trung Nguyên đó, để xem các người làm gì được ta. Vương phi, ngồi đi. Y phục của Thảo Nguyên bọn ta không xứng với cô sao?